Các nước nghèo từ chối 100 triệu liều vắc được tặng trong tháng qua Đầu tư Bitcoin, chính phủ El Salvador mất 10 triệu đô la Mỹ Hơn một nửa người Mỹ được hỏi cho rằng nền dân chủ nước này có nguy cơ sụp đổ Các nghị sĩ Anh được cảnh báo về gián điệp của Trung Quốc Thật hư video Trung Quốc phóng mặt trời nhân tạo nóng gấp 5 lần mặt trời thật vào vũ trụ Phe gian trạch dân dùng Nga để làm bẻ mặt ông Tập Hoàng Nguyên xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi một Tình thế giới sáng vào ngày 14 tháng 1 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng này. Thưa quý vị, nhiều loại vaccine phòng COVID-19 do các nước phát triển tài trợ đã bị các nước nghèo từ chối vào tháng trước. Điều này là do ngày hết hạn đã quá gần vào thời điểm hiến tặng. Theo hãng tin AFP, vào ngày 13 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã gọi thói ích kỷ về vaccine của các nước phát triển là sự xấu hổ về đạo đức. Đồng thời cũng đã cho biết thông tin về các nước nghèo đã từ chối nhận khoảng 100 triệu liều COVID-19 được tặng thông qua cơ chế COVAX chỉ riêng vào tháng 12 năm ngoái. COVAX là một dự án hợp tác mua và phân phối vaccine quốc tế tập trung vào các nước phát triển phương Tây, tài trợ vaccine cho các nước nghèo thông qua Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF. Bà Esleva Kedili, người đứng đầu bộ phận cung ứng của UNICEF đã cho biết, lý do mà hầu hết các nước nghèo đã từ chối vaccine tài trợ là vì vaccine đã sắp hết hạn sử dụng. Bà giải thích rằng, EU đã chịu trách nhiệm về 1 phần 3 số vắc được tài trợ thông qua COVAX. Các nước phát triển đang cung cấp việc tài trợ vắc cho các nước nghèo thông qua COVAX, nhưng hầu hết thì chúng chỉ có thời gian ngắn và khoảng cách giàu nghèo vẫn còn nghiêm trọng. Theo thống kê của AFP, hơn 8 tỷ liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm ở ít nhất là 219 khu vực cho đến nay, và tỷ lệ tiêm chủng rất khác nhau tùy theo quốc gia. Các nước thu nhập cao có 149 lần tiêm chủng trên 100 người dân và ở các nước thu nhập thấp thì chỉ có 9 lần tiêm chủng trên 100 người dân. Thưa quý vị, theo Bloomberg vào ngày 12 tháng 1 theo giờ địa phương, tổng thống El Salvador, Nayib Bukele đã thông báo trên Twitter của mình rằng giá trị tài sản Bitcoin của chính phủ El Salvador đã được tính toán cho thấy mức lỗ là 14%. Tổng thống Poracho đã mua 200 Bitcoin bằng quỹ của chính phủ vào ngày 6 tháng 9 năm ngoái, một ngày trước khi El Salvador đã áp dụng Bitcoin như là một loại tiền hợp pháp. Sau đó thì ông đã thông báo tin mua thêm, cho rằng đây là cơ hội để mua với giá rẻ. Các nhà chức trách đã không tiết lộ thời gian và đơn giá chính xác của giao dịch mua Bitcoin, nhưng Bloomberg đã ước tính rằng chính phủ El Salvador đã mua ít nhất là 1.391 Bitcoin dựa trên các dòng thuyết của Tổng thống Bukele. Trước đó, giá Bitcoin mua trung bình của chính phủ El Salvador là 51.056 đô la Mỹ và tổng chi phí mua là 71 triệu đô la Mỹ. Vào thời điểm mua đầu tiên vào tháng 9 năm ngoái, giá Bitcoin đang giao dịch ở mức là 50.000 đô la Mỹ, sau đó thì tăng lên là 69.000 đô la Mỹ và đầu tháng 11 nhưng đã giảm xuống mức 40.000 đô la Mỹ trong năm nay. Tới đến ngày 13 tháng 1, giá của mỗi Bitcoin là 43.000 đô la Mỹ và tổng giá trị số Bitcoin của chính phủ El Salvador theo tính toán của Number là khoảng 61 triệu đô la Mỹ, lỗ khoảng 10 triệu đô la Mỹ, bằng 14% giá mua. Tuy nhiên, nó không phải là một ước tính chính xác vì chỉ sử dụng thông tin hạn chế được tiết lộ thông qua Twitter. Bộ trưởng Tài chính Alejandro Celaya gần đây đã cho biết Chính phủ đã chuyển đổi một số Bitcoin nắm giữ thành đô la, nhưng không tiết lộ chi tiết, Glover đã đưa tin. Bất chấp những lo ngại từ Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và dư luận tiêu cực trong nước, Tổng thống Bukele vẫn kiên quyết chấp nhận Bitcoin như là một loại tiền tệ hợp pháp và kế hoạch xây dựng một thành phố Bitcoin ở thành phố ven biển phía đông nam, Launian vẫn tiếp tục. Thưa quý vị, vào thứ Tư ngày 12 tháng 1, kết quả của một cuộc thăm dò dư luận do Đại học Queen Nibia của Mỹ thực hiện đã cho thấy, một năm sau vụ xâm nhập điện Capitol, 6 trên 10 người Mỹ đã tin rằng nền dân chủ Mỹ có nguy cơ sụp đổ. 76% số người tham gia cuộc thăm dò đã cho biết họ tin rằng bất ổn chính trị ở Hoa Kỳ còn nguy hiểm hơn cả mối đe dọa từ nước ngoài. 58% người được hỏi nói rằng họ đã tin rằng nền dân chủ của Mỹ có nguy cơ sụp đổ. 37% không đồng ý. Trong khi đó, 53% đã cho biết họ dự đoán sẽ chia rẽ chính trị của đất nước sẽ tồi tệ hơn trong cuộc đời của họ. Dữ liệu này được đưa ra khi chính quyền ông Biden đã lên nắm quyền với những hứa hẹn về sự thỏa hiệp và hàng gắn chính trị. Chính quyền do đảng Dân Chủ lãnh đạo cho đến nay đã gặp khó khăn trong việc đạt được sự đồng thuận hoặc là thỏa hiệp về một số vấn đề quan trọng. Từ yêu cầu đeo khẩu trang và nhiệm vụ tiêm vaccine đến lạm phát tăng vọt, từ sự thiếu hụt chuỗi cung ứng đến tài trợ cho các dịch vụ xã hội, từ mối quan hệ với Nga và Trung Quốc tới vấn nạn người di cư đến biên giới phía Nam tăng mạnh. Và hiện tại, việc các đảng viên Dân Chủ đã thúc đẩy cải cách bầu cử vẫn là một vấn đề gây chia rẽ và kiềm hãm phần lớn chương trình nghị sự của ông Biden. Vì việc liệu Hoa Kỳ có một cú sốc nào nữa trước Quốc hội như vụ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021 hay không, 53% số người được hỏi đã cho biết điều đó rất có thể xảy ra hoặc là có thể xảy ra. Cô tham dò cũng đã mang lại tin xấu cho Tổng thống Biden với chỉ 33% người được hỏi nói rằng họ tán thành công việc mà ông Biden đang làm, 53% không tán thành và 13% không có ý kiến. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của Quinnipiac vào tháng 11, xếp hạng chấp thuận công việc của ông Biden là 38%. Thưa quý vị, các nghị sĩ Anh đã được cơ quan phản gián MI5 cảnh báo về hoạt động gián điệp từ phía Trung Quốc. Báo The Sun của Anh đã cho hay. Theo tờ báo, các chính trị gia đã được cảnh báo về nguy cơ hoạt động gián điệp của Trung Quốc từ một phụ nữ tên là Quy Tình Ly. Thông báo đã nêu rõ rằng Quy Tình Ly bị tình nghi can thiệp vào nền dân chủ nghị viện ở nước này từ phía Trung Quốc. Tờ báo đã dẫn nguồn tin cho biết. Thông điệp cảnh báo được gửi tới các nghị sĩ nêu rõ rằng Tôi viết thư này để các vị lưu ý đến cảnh báo can thiệp đính kèm do dịch vụ an ninh MI5 đưa ra liên quan đến các hoạt động của Quy Tình Ly. Người có các hoạt động can thiệp chính trị từ phía Đảng Cộng sản Trung Quốc, bằng cách tương tác với các thành viên Trung Quốc hội và các tổ chức chính trị liên quan của họ. Khuynh tình ly cũng được cho là đã tạo điều kiện ủng hộ tài chính cho các nghị sĩ đương nhiệm và từ phía các công dân nước ngoài ở Hồng Kông và Trung Quốc. Cần lưu ý rằng ở giai đoạn này không có thành viên nào của Quốc hội bị nghi ngờ phạm tội và trọng tâm điều tra của MI5 là các nhà chức trách Trung Quốc và các nỗ lực của họ nhằm để gây hại cho vương quốc Anh. Khuyết tình ly vẫn chưa bị bắt nhưng đang bị cơ quan an ninh điều tra. Người phụ nữ này được cho là vẫn còn ở Anh và điều hành công ty luật có văn phòng ở London và Bắc Kinh. Ứng ừ phẩm sinh đã chưa biết thêm, Hạ viện của Quốc hội Anh đã không bình luận về thông tin này. Thưa quý vị, một video gần đây đã gây xôn xao trên mạng xã hội khi quay cảnh một khối cầu sáng chói như là mặt trời đã được phóng lên từ mặt đất. Hãng Reuters vào ngày 11 tháng 1 đã đưa tin, Video dài 30 giây đã quay cảnh một đám đông người Trung Quốc tụ tập trên bãi biển. Nhiều người đã dơ điện thoại di động quay lại cảnh tượng một khối cầu sáng lóa đã bay lên bầu trời. Một tài khoản YouTube đã chia sẻ video với dòng ghi chú rằng Trung Quốc đã phóng thành công mặt trời nhân tạo trị giá 1.000 tỷ đô la Mỹ, có sức nóng gấp 5 lần mặt trời tự nhiên. Tài khoản Grab TV đăng tải video trên Twitter với dòng ghi chú Trung Quốc ra mắt mặt trời nhân tạo mới. Theo Reuters và Newsweek, video này không phải quay cảnh phóng mặt trời nhân tạo của Trung Quốc, mà chỉ là cảnh phóng tên lửa vũ trụ. Dù không tìm được video gốc, nhưng hãng tin của anh đã cho biết vị trí của video trùng khớp với các hình ảnh về Lung lù một thị trấn ven biển ở huyện Văn Sương, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, nơi có bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương. Vào chiều ngày 23 tháng 12 năm 2021, một người dùng Twitter đã đăng tải bức ảnh bãi biển có nhiều người tụ tập giống như là một góc quay của video lan truyền trên mạng xã hội gần đây. Bãi biển và các cấu trúc xây dựng ở phía xa trùng khớp với các hình ảnh của thị trấn Lân Lưu được truyền thông Trung Quốc đăng tải. Hãng Tân Hoa Xã vào năm 2020 có bài viết về Lân Lưu, nói rằng Bãi phóng tàu vũ trụ Văn Sương đã giúp cho thị trấn này thu hút lượng lớn du khách tới bãi biển để chìm ngưỡng cảnh phóng tàu vũ trụ hoặc là tên lửa vũ trụ. Theo các chuyên gia, tên lửa phóng lên nhìn giống như là hình cầu không phải hiếm, nhất là khi các vụ phóng tên lửa vũ trụ đã diễn ra vào buổi tối hoặc là ban đêm. Lúc đó thì hầu hết mọi sự chú ý chỉ dồn vào phần cầu lửa ở đuôi tên lửa. Đó là lý do vì sao nhiều người đã lầm tưởng thứ phóng lên trong video là khối cầu giống như là mặt trời nhân tạo. Việc nhiều người đã nhầm lẫn khi cho rằng video quay cảnh Trung Quốc phóng mặt trời nhân tạo lên vũ trụ là có cơ sở. Nhất là khi video được chia sẻ sau thông tin Trung Quốc có mặt trời nhân tạo với sức nóng gấp 5 lần mặt trời tự nhiên. Theo Newsweek, mặt trời nhân tạo của Trung Quốc thực chất là một lò phản ứng tổng hợp hạt nhân is Thử nghiệm siêu dẫn tiên tiến Tokamak, duy trì nhiệt độ 70 triệu độ C trong 1056 giây. Nó được đầu tư số tiền 1.000 tỷ đô la Mỹ. Mặt trời nhân tạo là một cấu trúc khổng lồ dưới mặt đất chứ không có hình dạng như là mặt trời tự nhiên và không được phóng lên vũ trụ như là lời đồn đoán. Thưa quý vị, vào ngày 12 tháng 1, trang tin Duoway của phe cánh tả Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng đã xuất bản một bài báo có tựa đề Truyền thông Nga, lực lượng của Nga bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở Kazakhstan. Bắc Kinh chỉ nói mà không làm gì, một lần nữa đã sử dụng bàn tay của Nga để tác ông Tập Cận Bình. Trang web này đã trích dẫn một báo cáo từ kênh độc lập của Nga vào ngày 11 tháng 1. Báo cáo rằng sau tình hình bất ổn ở Kazakhstan, sự ủng hộ của Trung Quốc đối với nước này chỉ giới hạn trong lời nói và hoạt động của Nga đã chứng tỏ mình là một đồng minh thật sự. Điều này có nghĩa là Moscow có trong tay ác chủ bài, có thể nói là Nga người bảo vệ cho vốn đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực năng lượng và tư nhân ở Kazakhstan. Trong thập niên qua, Trung Quốc đã đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ vào Trung Á, chủ yếu là vào dầu mỏ, khí đốt và khoáng sản. Tuy nhiên, thì ít nhất là hiện tại, Trung Quốc đã không thể giúp đỡ các đồng minh trong khu vực bằng quân lực trong thời điểm khủng hoảng. Những người lính Trung Quốc đã không nói thứ ngôn ngữ mà người dân địa phương có thể hiểu được như là quân đội Nga, vì vậy mà lực lượng quân sự của Nga thực chất đã giúp cho bảo vệ lợi ích kinh tế của đất nước Trung Quốc. Alexander Lukin, giám đốc Viện quan hệ quốc tế Moscow, đã cho rằng vị trí của Nga và Trung Quốc ở Kazakhstan không hoàn toàn giống nhau. Nga là đồng minh của Kazakhstan và Trung Quốc và là đối tác. Khi bạo loạn nổ ra, chỉ có Nga và các đồng minh gửi quân, còn các nước khác thì bao gồm cả Trung Quốc chỉ đưa ra tuyên bố và không đưa ra sự giúp đỡ thật sự. Tuyên bố này có phe gian Trạch Dân đã tác vào mặt của ông Tập Cận Bình theo một cách khách quan, nghĩa là dùng lời của Nga chứ không tự nói ra. Bởi vì chỉ vài ngày trước, cơ quan ngôn luận của Đại Cộng sản Trung Quốc, Nhân dân Nhật Báo đã vừa đăng một thông điệp ở vị trí nổi bật trên trang đầu tiên. Nói rằng ông Tập Cận Bình đã gửi một tin nhắn bằng lời tới Tổng thống Kazakhstan. Ông Tập Cận Bình đã cho rằng, dù gặp phải rủi ro so và thách thức nào, Trung Quốc vẫn là người bạn và đối tác đáng tin cậy của Kazakhstan. Việc phe phái truyền thông của ông Giang Trạch Dân đã ra bài viết như vậy là rõ ràng sẽ khiến cho ông Tập Cận Bình lúng túng. Thưa quý vị, sự thay đổi trong nhận thức của người Mỹ về Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu từ thời chính quyền của ông Trump. Ngày nay, các nhà lãnh đạo trong toàn bộ hệ thống chính trị Hoa Kỳ đồng ý về những thực tế này, cũng như là chính quyền ông Biden. Hoa Kỳ và các đối tác cùng chí hướng bắt đầu đoàn kết để xây dựng một liên minh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc và người dân Đài Loan hiểu rõ tầm quan trọng của điều này. Đài Loan không đơn độc, hòa bình và ổn định ở Đài Loan không chỉ có tầm quan trọng lớn đối với khu vực và Hoa Kỳ, mà còn đối với toàn bộ thế giới tự do. Ngày càng có nhiều quốc gia nhận ra rằng Đài Loan chỉ là khởi đầu cho cuộc xâm lược toàn cầu của Đại Cộng sản Trung Quốc, cũng như Đức Quốc xã không dừng lại việc thôn tính áo, và đế quốc Nhật Bản không dừng lại sau khi chiếm mạng châu. Nếu được thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không hài lòng với việc chinh phục Đài Loan. Trung Quốc thật sự là một quân đội mạnh, nhưng nó không đáng kể khi đối mặt với một thế giới tự do thống nhất. Tất cả những điều này đã cho thấy rằng Đài Loan không còn đơn độc và đã trở thành một thành viên tiềm ẩn của liên minh toàn cầu chống lại Trung Quốc, bởi vì trong cộng đồng dân chủ toàn cầu, mối đe dọa đối với một quốc gia là một mối đe dọa đối với tất cả. Tầm quan trọng của các mối quan hệ xuyên eo biển không chỉ là việc Đảng Cộng sản Trung Quốc buộc Đài Loan trở thành một phần của quyền tài phán của Bắc Kinh. Mà quan trọng hơn, đó là một cuộc đấu tranh hoành tráng giữa tự do và chuyên chế. Đài Loan tuy là một quốc gia nhỏ nhưng lại sở hữu sức mạnh mạnh mẽ và có thể đóng một vai trò quyết định. Chỉ khi người Đài Loan đưa ra lựa chọn thì họ mới có thể quyết định hướng đi của Đài Loan. Đài Loan có những lợi thế mà Bắc Kinh đã không thể sánh bằng. Người Đài Loan có thể tự vệ bằng ý chí tự do, không phù hợp với tầm nhìn của nhà độc tài. Đảng Cộng sản Trung Quốc không có bất kỳ tính hợp pháp chính trị nào, vì vậy mà nó gây lo sợ sâu sắc cho người dân. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang ngày càng trở nên cô lập trong cộng đồng quốc tế. Đài Loan không chỉ có tự do và dân chủ là điều đáng tự hào. Đài Loan đang nắm lấy thị trường tự do và doanh nghiệp tư nhân phát triển mạnh, hướng tới sản lượng kinh tế và thương mại toàn cầu, bỏ xa nhiều đối thủ lớn hơn của mình. Đài Loan cũng là một đối tác thương mại lớn thứ chính của Hoa Kỳ. Như chúng ta đã thấy, với bệnh COVID-19, các dịch vụ y tế và y tế công cộng của Đài Loan đang thống trị thế giới. Đài Loan là một trong những quốc gia có tuổi thọ người dân cao nhất và có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới. Đài Loan cũng nổi tiếng toàn cầu về điện ảnh, âm nhạc và nghệ thuật truyền thống Trung Quốc và tự do truyền thông đứng đầu châu Á. Đài Loan là một quốc gia đi đầu trong nền kinh tế toàn cầu và chuỗi cung ứng công nghệ, đồng thời là cường quốc về thiết kế và sản xuất chất bán dẫn. Nếu không có TSMC thì thế giới sẽ dừng lại. Cử tri Đài Loan có thể tự quyết định vận mệnh của mình. Người dân Đài Loan theo truyền thống được bầu chọn các nhà lãnh đạo thông qua một quy trình dân chủ thường xuyên gây tranh cãi, nhưng năng động, nơi tất cả các nhóm dân tộc, bất kể là tình trạng kinh tế xã hội hay là giới tính, đều có tiếng nói và nhận ra tiềm năng của họ. Thế giới cần Đài Loan, cũng như là Đài Loan cần thế giới. Đài Loan cần sự ủng hộ của tất cả các nước trên thế giới và thế giới cũng cần Đài Loan. Bởi vì các nước cùng chí hướng sẽ tiếp tục hợp tác để chống lại mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đài Loan có nhiều thập niên kinh nghiệm quý báu trong việc đối phó với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và hai năm qua càng làm tăng thêm tầm quan trọng cho vấn đề này. Vô số sinh mạng và may mắn có thể được cứu nếu các nhà lãnh đạo toàn cầu như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO chú ý đến cảnh báo của Đài Loan ngay từ những ngày đầu về loại virus corona gây chết người, lây lan từ Vũ Hán. Khi dịch bệnh bùng phát, hashtag Taiwan can help, Đài Loan có thể giúp đỡ, đã lan truyền mạnh mẽ. Cho dù đó là bảo vệ sức khỏe người dân, bảo vệ nền phòng thủ của đất nước, bảo đảm hoạt động của nền kinh tế và chuỗi cung ứng, hay là bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân, Đài Loan đều có thể đang giúp đỡ, Thực tế này sẽ mang lại hy vọng cho các quốc gia tự do. Và Bắc Kinh đã thấy rằng quy mô không phải là yếu tố quyết định ai sẽ thắng trong tương lai. Thưa quý vị, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã gửi một bức thư cho Tổng thống Joe Biden vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 1. Hỏi tòa Bạch Ốc đã và sẽ tiến hành những bước nào để bảo đảm các vận động viên Olympic Hoa Kỳ được bảo vệ đầy đủ ở Bắc Kinh khỏi sự giám sát và thao túng ông rubio cũng đã bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về việc trung quốc đang tung ra đồng nhân dân tệ kỹ thuật số được thiết kế để thách thức vị thế của đồng đô la mỹ như là đồng tiền dự trữ toàn cầu và gây rủi ro so cho an ninh mạng của người dùng hoa kỳ ông rubio đã cho biết bắc kinh đang gây áp lực bù cho các nhà cung cấp của hoa kỳ như là visa nike và mcdonald phải chấp nhận đồng nhân dân tệ kỹ thuật số làm phương thức thanh toán trước thế phần hội mùa đông và Trung Quốc được cho là sẽ triển khai phương thức này rộng rãi hơn, cho du khách trong thời gian diễn ra Thế vận hội. Đây là một mối đe dọa cho người Mỹ, những người có thể bị ép buộc tải xuống phần mềm độc hại của nước ngoài để trao đổi tiền tệ và tham gia vào các giao dịch tài chính ở Trung Quốc. Mối đe dọa là rất lớn. Ông Rubio là phó chủ tịch của Ủy ban lựa chọn Thượng viện về tình báo và là thành viên của Ủy ban đối ngoại Thượng viện Ông Rubio đã kêu gọi chính quyền ông Biden thực hiện các bước cần thiết để bảo đảm rằng các thành viên đội Olympic Hoa Kỳ được bảo vệ hoàn toàn ở Bắc Kinh và không bị Bắc Kinh giám sát và thao túng. Ông Rubio muốn có câu trả lời từ tòa Bạch Ốc về những bước mà họ sẽ thực hiện và liệu họ có giáo dục vận động viên và người tham dự về rủi ro so của việc sử dụng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trước thềm Thế vận hội hay không. Đồng thời, cung cấp nguồn lực và sự trấn an cho các vận động viên và người tham dự trong và sau Thế vận hội. Chính phủ Trung Quốc chỉ mới ra mặt nền tảng nhân dân tệ kỹ thuật số gần đây. Ông Rubio đã tự hỏi chính quyền ông Biden biết bao nhiêu về nền tảng và việc sử dụng nó hiện tại cũng như là cách giám sát sự phát triển vận dụng của đồng nhân dây tệ kỹ thuật số. Ông Rubio cũng đã hỏi chính phủ có kế hoạch làm gì để bảo đảm rằng thông tin của các vận động viên và người tham dự không bị chính phủ Trung Quốc sử dụng khi họ trở về Mỹ sau Thế vận hội. Bắc Kinh sẽ khai mạc Thế vận hội mùa đông vào ngày 4 tháng 2, sự kiện thể thao lớn hạn chế nhất kể từ khi đại dịch đã bùng phát vào năm 2020. Cho đến nay, thì các quốc gia bao gồm Hà Lan, Bỉ, Vương quốc Anh và Đức đã thông báo cho các vận động viên của họ không mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác đến Trung Quốc để tránh bị đánh cắp thông tin bẩn và không ăn thịt Trung Quốc, không để ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra doping. Thưa quý vị, mời quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Thưa quý vị, một tình thế giới sáng của DKN TV của chúng tôi đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.